大家好，我们继续学汉语吧。chào tất cả các con, chúng ta tiếp tục học tiếng Trung nhé. Chúng ta hãy cùng tiếp tục những bài học thú vị của chương trình Tiền đề yêu tiếng Trung 2 của hệ thống giáo dục phát triển toàn cầu Dalia. Ngày hôm nay, chúng ta đã là buổi học số 12 rồi. Nhưng trước khi học bài mới, cô Phượng muốn cùng các con ôn tập lại nội dung của buổi học trước. Hả? Cảm ơn các 上一次课呢，我们看见乌龟和浣熊在一条小路上走，对吧？他们在一条小路上走。好，那路上他们看见什么？很好，路上他们看见一条小溪。对，看见小溪，他们想做什么？对，他们想在溪水里面玩儿。好，路上他们还看见什么？非常好，他们还看见一个树桩，对吧？看见树桩，他们要做什么？他们要从树桩上面走过去。啊，然后他们还看见什么？对，他们还看见一座山。他们想一起，怎么样？对，他们想一起爬上山顶，对吧？爬上山顶。那么爬上山顶的时候呢？爬上山顶的时候，乌龟不想走下去了，它想怎么下去呢？很好，它想滚下去，滚下去。好的，那我们今天继续学第十二课。我要坐下。德莫洛索，已经来了中国百俗美嗨的成长后代。那么在学习之前呢，老师想请大家跟老师读一遍生词，大家大声跟老师读好吗？坐，坐，他们在坐着，很好。木头，木头，这是木头，他们坐在木头上，很好。旁边，旁边，啊，这是旁边，老师的旁边啊。坐在我的旁边，坐在我的旁边。好，需要。需要，我很饿，我需要吃东西。好，地方，地方，坐在什么地方？哦，坐在老师的旁边。那儿，那儿，các con lưu ý nhé. À, chỗ kia, lúc này chúng ta phải cuốn lưỡi lên này. 那儿, đấy, 那儿, 好, 坐在那儿, 非常好. 别, 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 别坐在那儿。非常好，đó là những từ mới trong bài ngày hôm nay của chúng ta. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tương tác chuyện cùng cô Phượng nhé. 好，我们看今天的故事里面呢，出现哪些人物？啊，我们看见谁呢？松鼠，谁呢？浣熊、青蛙和
兔子，很好。好，那我们看看，谁需要坐下来？浣熊需要坐下来。听得准的，你莫马将走，熊的跟肥莫熊罗呢？浣熊需要坐下来，坐下来。好，浣熊要坐在哪里？浣熊要坐在哪里？坐在哪儿？非常好，它要坐在木头上。这是木头，木头。好，坐在木头上。好，兔子需要坐下来吗？对，兔子也需要坐下来。好，大刚才我就呢，把浣熊把兔子立在了牛的脚链的前顶牛的啊，就那嘛，哦，我是牛，来了吧，浣熊把把乌龟，把把脚链顶牛，上了马正华，然后再把一门我说坐下来，有空呢，兔子，今天兔子也需要坐下来，好，那兔子坐在哪里？对了，兔子坐在浣熊旁边。thì mình mời ai đó ngồi ở đâu, ngồi cạnh mình chẳng hạn, thì chúng ta có thể mời thế nào nhỉ? 坐在我旁边吧，坐在我旁边吧。我说你cạnh tớ đi, 坐在我旁边吧。các con về có thể mời cha mẹ ngồi bên cạnh mình nhỉ? Mẹ mẹ, 坐在我旁边吧。爸爸坐在我旁边吧，很好。那青蛙需要坐下来吗？很好，青蛙需要坐下来，对吧？青蛙需要坐下来。你看，浣熊说：“我们一起坐吧。”一起坐吧，mời bạn ấy cùng ngồi với hai bạn, đúng không nào? 我们一起坐吧。好，那青蛙坐在哪里？对，青蛙也坐在木头上，因为呢，它浣熊说：“我们一起坐在木头上吧。”好，那老师问：浣熊、兔子。和青蛙一起坐在哪里？非常棒，他们一起坐在木头上。好，你看，他们一起坐在木头上，一起坐在木头上，他们都坐下了。爸爸 vừa hay ngồi đủ ngồi vừa cái khúc cây này đúng không nào?好，他们都坐下来了。哇，好。现在又出现了松鼠。松鼠，松鼠能坐在木头上吗？对呀，松鼠不能坐在木头上，因为木头上没位置了，没位置了，根本坐不着了，对不对？khúc cây này không còn chỗ trống nữa, họ thà bô nấu cho dài mù thấu sẵn. Nó xin lên chẳng một bạn đó. Wow, mà khai đo thu dự. Thu dự chan chỉ lại là bạn bạn thỏ bạn ấy đứng lên đúng không ạ? Thà bố chua là, thà bố chua là. Thà chỉ xú xủ, chua trên nà đi. Bấy chẳng bạn.兔子请松鼠坐在它的地方，坐在它的地方。松鼠坐在兔子的地方。thì các con muốn mời ai đó ngồi ở chỗ của mình, các con nhường chỗ cho người khác, các con có thể mời là gì? 坐在我的地方吧，坐在我的地方吧。
Rồi, về nhà con thử nhường chỗ cho mẹ, con mời mẹ ngồi vào vị trí của mình nhá. Giống sao nào? Đê, mà mà, chua chạy của ta tì phẳng bạ. Wow, nữ hình chân sâu nhiên. Hả đó, nào mình khả, thu giữ xuyên dạy, nhau chua chạy ná lì? Thả, nhau chua chạy. Chị cần mù thấu sẵn. Thả chua chạy chị cần mù thấu sẵn. Hả. Nhưng chị khăn, chứ mù thấu, chẳng nhận là? 这里有一个洞，对吧？这里有一个洞， 木头坏了， 给狗狗那边好么做。 所以呢， 它一坐下来， 木头就断了， 一坐下来， 木头就断了。 木头就ngồi xuống， 木头liền bị， 木头liền bị， 给， 给一下，对吗？ 然后你看， 青蛙看见就说， 别坐那儿。 Khi mà khuyên ai đó là đừng làm việc gì đó, các con có thể dùng từ bía. Bía chỗ nào? Đừng ngồi chỗ đó. Vì mù thấu khoai nọ, đúng vậy. Hẳn hả, xí xí. Nào, chào phóng nhộ, mì hào chú dây ná lì? Hả? 我们可以坐在妈妈的旁边，对吧？ 坐在妈妈的旁边， 你喜欢坐在妈妈的旁边吗？ 很好， 我很喜欢坐在妈妈的旁边。 Và như vậy, chúng ta đã cùng tương tác với cô Phượng bài học ngày hôm nay rồi. Câu chuyện ngày hôm nay rất thú vị, phải không các con? Về nhà, các con sẽ luyện tập lại các mẫu câu hôm nay cô Phượng đã hướng dẫn để chúng ta có thể đọc tốt hơn, học giỏi hơn tiếng Trung nhá. Còn bây giờ, cô Phượng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong câu chuyện tiếp theo. Zaijian!